Rồi. Của ta mới là siêu cay, ta sáu Mời cả quả nhà nhá. ớt mà. Ngon đấy. Ui tuyệt vời ông ngoại trời. Tôi phải bắt nước chấm đỉnh cho cả nhà. Đấy. Lá chanh ớt xanh ăn nó phải xít xoa này mới sướng. U hết tài. Muối hột, mì chính. Cái u hết tài. Ngon quá. Kêu cả đít nó lên luôn. Kêu được cái đít nó mới ngon đấy. Ăn cái tiện nó mới ngon. Em chấm cối. Chưa cả cối. Ăn xít xoa mới thích. Cái quá, anh quay chế nó vào mắt rồi. Chế cái nước mắt rồi. Mùa này ăn thế mới quái. Cho thêm tí nữa. Mời cả nhà. Chế nó mũi. Vừa ăn nước mắt nước mũi ra rụa. Hôm nay mới đủ độ cay cho các sếp. Nó nhai nhai, nếu mà nóng quá nhổ ra. Đau lắm. Chưa thể ăn được. Nóng quá. Toàn xin chào cả nhà nhá. Hôm nay mình lại đi mua ít ốc. Đấy. Nào hôm nay mình làm cái món gọi là ốc nướng. Nay mình mua ít ốc nướng thì nó rơi tầm khoảng hơn 2 cân mọi người ạ. Thì tí nữa gọi Biển Nguyễn Ngọc với cả đầu bếp Hải sang. Đấy có mấy anh em thôi. Đấy là thưởng thức cái món gọi là ốc nướng siêu cay. Bây giờ mình sẽ đi giã này. Xả gừng, tỏi, ớt, các kiểu gia vị ở đây. Đấy. Cho chút lá chanh các bạn cho thơm. Đây mình pha chế cái này là cái nước dùng này mọi người này. Để tí mình nướng mình cho vào con ốc. Đấy, mấy con này mình ngâm hết rồi mọi người. Đấy. Há mồm. Này nó trông như này thôi mà giờ hơn 2 cân đấy mọi người. To vật vã này. Này mỗi người ăn được mấy con này là có thể là ngấy này. Đấy mình ngâm với cả nước ớt này. Và đây là nước cái này là gia vị đây. Thì Toàn đã làm xong rồi các loại gia vị này. Đấy cả ớt. Cái này tí nữa mình cho vào nước là mình cho vào cái miệng của nó này. Ngon tuyệt vời luôn. Vừa tầm. Đấy ba đang xếp ốc. Bé cứ xếp ngửa mặt lên tí nó chín. Hôm nay thử nướng ốc. Ốc nhồi ăn thế này. Nướng của bữa ốc là siêu cay. Cứ cho nó ngửa cái mồm này lên đấy thôi. Ốc tỏ như là nắm tay nhỉ. Ốc này mua 100 à? 100.000 cân. Cái này có hơn 2 cân. Nó có ít mà còn nhiều lấy hết. Ít quá. Đấy, tí cho thêm than là được. Cái này ra nước tốt than. Quá đẹp. Cái này đúng là phải trần nữa đi. À, đun kiểu luộc dở lên không nướng thì ăn luộc dở đang sôi dần đó. Đang sôi này. Cuốn này cuốn này thậm chí đó mọi người ạ rất hấp dẫn sôi sục vậy món này còn là quá đặc sản luôn này. Ăn là này đúng bún ơi. Ở đâu gấu. Sôi lắm rồi bạn. Sôi sục.
mang rượu đã quên. Tinh tinh tinh. Đang làm video ngồi đang thích. Đây, ba nước chấm của biển. Làm cái ba nước chấm riêng của biển. Toàn ớt này, ớt lá chanh muối hột. Chấm của bác là quá là chuẩn. Lá chanh Thái này. Ăn với món ốc nướng. Ốc nướng nướng ăn tại tại ven đại vị. Tại ven này. Ăn kiểu này nó sướng. Ăn cái này nó chất lượng cuộc sống. Chia sẻ cái về cái mùa nó he he lạnh này là ăn đồ nướng này là rất hợp. Ừ. Thôi thôi, giờ con nào chín chưa? Tao vừa nặng. Chín rồi, bác thử con này đi. Đây, con này chín rồi, hãy con chín sao rồi. Vâng nhà nhá. Con ông nướng kem hết rồi hết đi. Hết đi. Ôi trời ơi, gì bây giờ thèm lắm. Mày quá, kiếm được con này chín rồi. Con này chín rồi đấy. Ngon tuyệt vời. Đừng cháy quá cả nhà. Quên ông mày, mày cháy quá. Con cháy còn không. Đấy. Giòn thơm lắm, cái này không biết nướng nhỉ, bởi cái nước của nó uống mới đã ăn ngon này. Ôi ngọt thật đấy, ngon lắm này, tôi nguội rồi. Hấp dẫn chưa gì, đừng đang kêu ra tí lá chanh mà đấy, trò mẹ miếng ớt. Ui trời, ngon này. Quá là cực. Cái gọi là chấm siêu cay của bác này. Bạn đứng chấm của bác nhìn lúc nào chẳng đỉnh cao của cuộc sống. Thưởng thức này. Thơm nhỉ. Nhưng mà ông nướng thế này mà không biết hôm nay mới lại ngon chứ. Nghĩ ra hôm nào ta về tâm phải nướng lại, hôm nào ta mua một xong về nướng. Được. Ngon quá. Nóng quá. Sợ đừng ra sao mà nó bỏng nụt tay luôn. Nụt tay. Đúng rồi, nó nóng lắm. Nóng. Nóng hổi vừa thổi qua. Ui dồi. Cái dìm kiểu đấy cũng ngon. Quá chất lượng. Dìm vào cái lớp bổi này nha mà. Dìm nước bổi này. Dìm nước bổi. Đây, một cối bổi. Chọc cả cối. Ai thích ăn cái món nào thì ăn, còn nó cũng sôi. Được. Ui dồi. Giận quá cả nhà. Giận thế. Ốc nướng. Chắc là cái bát bổi của mình cay quá. Ăn bát bổi của chú Toàn không cay. Ui, không, bát đấy cũng cay như nhau. Vừa ngon. Vừa nóng vừa gì. Ngon quá. Quá chuẩn. Con này cho nó hấp dẫn. Ui dồi. Ui dồi, con này. Được. Đấy đấy đấy. Khêu cả đít luôn. Khêu cả đít ăn cả pịa đấy mới ngon. Bây giờ cũng cối này. Cối ấy chắc là không cay hai trong mày. Không, cái cay lắm. Tao cối cay. Bát của tao ăn nó mới đặc gấp. Của tao mới là siêu cay, rồi sáu quả ớt mà. Ngon đấy. Giòn và thơm. Nó nắm cái vị của hương vị của cái nước dùng này. Nó chấm. Ông ngon, đặc sản. Được. Chơi cả cối luôn cả nhà. Cối. Chín hết rồi, Hải cứ gấp dần ra được rồi. Ôi, gồng mình. Gồng mình. Từ. Ui, nóng quá, nóng quá. Nóng sao được, cái vỏ ốc này sao nóng dài thế nhỉ? Ui, dồi. Ui, dồi ôi. Tuyệt vời ông ngoài trời. Ôi, phải, cái này phải hai quá. Cái đi. Cái ăn. Wow, đây, bạn nước chấm đỉnh chưa cả nhà, đấy, lá chanh ớt xanh, ăn nó phải xít xoa này mới sướng. Ui hết tài. Muối hột, mì chính. Cái ui hết tài. Ngon quá. Giòn đó. Ngon, giòn mà thơm. Không phải chất lượng vậy. Giòn mà thơm, ngon lắm. Vừa ăn vừa xít xoa. Hay quá. Dù ăn thêm sướng. Ui giời. Ui, có thơm cái mùi xả hành khô. Ui, con này em kêu cả đít nó lên luôn. Kêu được cái đít nó mới ngon đấy. Ăn cái tiện nó mới ngon. Em chấm cối. Chấm cả cối.
ăn xí xoa mới thích. Cay quá, anh quay chế nước mắt rồi. Ừ. Chế cái nước mắt rồi. Mùa này ăn thế mới quái. Cho thêm đi nữa. Mời cả nhà. Chế nước mũi. Vừa ăn nước mắt nước mũi ra rụa. Hôm nay mới đủ độ cay cho các sếp. Độ cao. Cay rồi. Cay quá. Siêu cay. Thôi cả mũi. Ngon thật. Tuyệt vời. Đúng không? Nhìn cối này dã toàn ớt. Mình ăn cái pía ốc. Bị ốc. Vứt đi nó phí, được. Mình ăn cả pía luôn. Thôi được, bác ăn bịa này. Ngon đấy. Em tí phải lấy cái bịa. Nhìn pía ốc. Ăn bùi bùi. Ngon. Em ăn cứt ốc. Cứt ốc ngon. Hấp dẫn. Chàng gái, okay, khi thế. Nhưng mà cái này. Mời cả nhà. Ngon quá. Được. Chứ xoa. Lên này. Chọn đấy. Ôi giời ơi. Hải làm con cho nó hấp dẫn. Đấy. Nóng nhỉ. Phồng tay. Chống cành. Nóng lắm. Đấy. Vẫn không ngoái được cái đít. Được chấm. Quanh đây này. Đánh cái nào cũng chết. Cái nào thế. Cái nào cũng cay. Ngon. Ngon nhỉ. Đánh cái nào cũng cay. Cay quá. Đấy nước mắt. Cối cũng cay, ăn bát cũng cay. Trời ác. Trời ác thật. Giòn, nóng còn cay còn nóng. Chuẩn. Em là con to, em ăn tham. Ừ. Ông ăn con đấy là đúng rồi. Nó mới đầy mồm, ăn nhai nó sướng. Đấy. Ui dồi. Ui dồi. Lại chơi bát của anh à? Bây giờ chuyển sang bát, không chơi cối nữa. Cay quá. Bạn nào cũng chết. Bạn nào cũng chết, chạy đâu cho thoát. Mở cái nhà nhá, cay chảy nước mắt, mà ngon mà cay. Hôm nay nó đủ, hôm nay mà là cho đủ bã luôn cả nhà. Hôm nay cái nồi dòng ớt siêu cay. Giòn tan. Ngon, tuyệt vời của mèo luôn. Hôm sau mua làm cái bữa. Sau phải mua nhiều, nướng ăn mới đã. Như này cũng tặng bốn rồi. Là trong mua nhiều. Gọi là thí nghiệm lần đầu, ăn thơm thơm. Chị bác. Đây là bác này ăn bịa tiếp. Ăn bịa. Bác ăn bịa cái đít của nó. Bịa này nó ngọt. Rồi. Bác ăn bịa này ban đầu. Ngon. Thực ra cái ốc này là người ta buông nó đâu rồi, người ta vận chuyển buông đâu nó không còn. Về em lại buông tiếp mà. Buông đi buông lại. Càng. Đấy làm con này. Hấp dẫn. Anh nghe ngồi nguội sao nhỉ? Tóm được. Tóm được thì cái giống ốc này nó dài nhỉ. Nóng thế. Ui dồi ôi. Con này chơi cả đít luôn này. Đấy đúng là phải nướng cái tầm này mới ngon. Dạ, chất lượng chưa? Chất lượng thế, còn đấy không phải chấm. Không chấm. Con này thì chuẩn đét nhỉ. Ui dồi được. Cay lắm và cái miệng nó cay rồi. Miệng của đầy đủ gia vị. Đầy đủ gia vị rồi. Đấy, nhưng mà cho nó thổi nó nguội ra nó nổi đấy. Nó nổi đấy. Hãm chưa nhỉ? Ăn hãm rồi đúng không? Hãm rồi. Không ngon nhỉ? Béo. Ui dồi. Ăn ớ rồi. Nó còn nhai nhỉ? Nếu mà nóng quá là nhổ ra. Đó lắm. Chưa thể ăn được. Nóng quá. Ui dồi. Thôi xin mời cả nhà. Mời cả nhà. Ui dồi. Nóng. Cay, của cay là nóng. Cái quán này chơi ác. Chơi quá ác ôn. Vùng nông thôn. Vùng cay. Ấy, ui dù. Được, cái này bác chơi cả đít rồi đấy. Ấy, chơi cả đít. Đứt đi một tí là nằm đít. Hạm đi. Keng. Keng. Ui dù. Mát mẻ thằng người. Bác phải ăn nhiều nó chanh. Ôi, nhiều đấy, cay lắm. Chỉ có bác biển mới tận được cái điều trị được. Được. Ui giời. Đặc sản nhỉ. Hương vị của nó như nào? Quả là chơi nhiều lá chanh ớt quá là nhảm mất. Nhảm mất ạ. Nhưng mà ăn nó giòn nhỉ. Giòn rất khắc nghĩa. Giòn đúng là sụn nhỉ. Giòn mà thơm. Đúng quá. Miệng tham quá. Tham. Em vẫn là. Vẫn còn đang xịt như gọi là tăng mũi. Cay quá. Trong đây nó đầy gia vị này. Chú nhồi nhiều ớt quá. Nhiều ớt quá nhỉ. Nguyên ớt đã cay.
Còn này chơi con này Hải không chạy đâu, chạy đâu cũng không thể thoát được. Chấm cối luôn nhá. Mời cả nhà nhá. Ốc siêu, ốc siêu cay. Nó giòn, nó nhiều cái gia vị, thơm ngon, chất lượng được. Con rô này nóng quá. Con rô nóng này, được. Rô này mợ vừa bắt ngoài ruộng rồi đây. Cho em một đoạn đuôi nhỉ. Nhìn thèm con rô nó thơm. Đấy, cho em đoạn đấy. Rồi cho Hải ngồi nhìn. Rô lưỡng đúng kiểu. À, keng, chúc mừng con rô. Nóng quá. Rô lưỡng. Keng. Ôi, nóng chín mẹ một bên nữa. Cay quá. Nhá, tí là tuyệt vời. Tí là nó cay. Ăn thơm à, tức là ăn quả quýt à. Thơm quá. Cay đi. Cấp độ chảy nước mắt nó mũi. Chảy nước mắt rồi, hôm nay ăn mới đủ bả. Anh cho tí chấm vào cái cối. Áp. Ôi giời, ngon rồi. Ăn dài nhỉ. Ốc này ăn ngon hơn nước ốc địa vàng. Nó sần sần nữa. Ừ, nói chuyện nhỉ, như đúng rồi. Ốc địa vàng. Ôi giời. Ui, uống cả nước. Nước ngọt lắm. Cay nước mà. Thôi mời bố vào vẫn còn. Thôi mình xin kết thúc video đây. Đấy. Hẹn là mọi người ra clip, chào là cả nhà gắn là nước nha. Xin chào cả nhà. Thank you mọi người.